Lại một tuần nữa trôi qua, sau vài năm làm du học sinh học tập tại Học viện Hồn Đạo Sư Nhật Nguyệt Đế Quốc, cũng đến lúc Hoắc Vũ Hạo tốt nghiệp. Hôm nay, hai học viện mạnh nhất của hai đế quốc tiến hành trao trả học sinh. Bề ngoài của hai viện trưởng đều tỏ vẻ khách khí, nhưng trong lòng đều có toan tính riêng. Tiếu Hồng Trần gặp lại Hoắc Vũ Hạo, hắn ta đưa ra lời ước hẹn hẹn gặp mặt nam chính tại giải đấu tinh anh lần tới. Hoắc Vũ Hạo cũng đáp trả thẳng mặt rằng với điều kiện là hắn có thể vào chung kết, đừng để bị loại quá sớm. Kính Hồng Trần đưa cho cậu một cái nhẫn chữ vật, đây là món quà của Thái tử Nhật Nguyệt Đế Quốc. Bên trong nhẫn có chứa rất nhiều kim loại quý hiếm, thậm chí còn có cả vảy rồng. Việc tặng món quà quý giá như vậy hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên. Đoán rằng Kính Hồng Trần sẽ ra tay trên đường trở về, Hoắc Vũ Hạo đoán được mình là mục tiêu chính nên cậu đã để cho Phạm Vũ dẫn theo những người khác quay về trước. Ngôn viện trưởng và tiên viện trưởng sẽ cùng nhau hộ tống Hoắc Vũ Hạo. Ba người chậm rãi di chuyển bằng đường bộ, toàn bộ quá trình đều bị theo dõi. Hóa ra trên vảy rồng có ẩn chứa một loại khí tức khác giúp cho người ám sát phát hiện được sai vị trí. Ngôn viện trưởng biết kẻ ám sát đã đến nên yêu cầu lộ mặt đi. Sự xuất hiện của thích khách kéo theo một làn khói màu tím khổng lồ trên bầu trời, khí thế vô cùng khủng khiếp. Kẻ này tên là Trương Bằng, danh hiệu Hạt Hồ Đấu La. Năm xưa từng được Mục Lão tha mạng, lần này ông ta được người ủy thác nên bắt buộc phải lấy mạng của Hoắc Vũ Hạo. Tiên viện trưởng không muốn nói nhảm thêm. Món hồn đạo khí biến hóa thành một trường thương sắc bén, sau đó chủ động lao lên đánh phủ đầu. Trương Bằng điều khiển nhiều sợi xích ngăn cản. Tiên viện trưởng phải sử dụng đến vô hồn thanh viêm long biến dị, sức chiến đấu tăng vọt. Mỗi một lần vung trường thương đều phóng ra một cỗ sức mạnh khủng khiếp, không gì cản nổi. Ông ta sử dụng ra bộ móng vuốt tấn công liên tục. Tiên Lâm Nhi dùng trường thương ngăn cản. Ông ta vừa đánh vừa sử dụng vài sợi xích khống chế trường thương, nhưng lại bị Tiên Lâm Nhi hóa giải và đánh cho một kích bay ra xa. Trương Bằng buộc bạo phát sức mạnh, ngừng tụ một quả cầu sức mạnh ném vào mặt tiên viện trưởng. Cô trực tiếp sử dụng đến hồn kỹ thứ 8 tạo ra một lá chắn ngăn cản, rồi điều khiển vũ hồn phóng ra ngọn lửa. Sức mạnh ngọn lửa đốt cho quả cầu sức mạnh cháy thành tro bụi. Ngay sau đó, Trương Bằng lại thi triển hồn kỹ thứ 8, cơ thể phóng thích sức mạnh. Làn khói màu tím cuồn cuộn ngưng tụ thành một cơn lốc khổng lồ. Tất cả hồn thú bị ông ta hấp thu đều được triệu hoán ra ngoài. Hồn thú hòa vào hồn kỹ giúp sức mạnh của hồn kỹ mạnh hơn. Chiêu thức hóa thành rất nhiều hồn thú bao vây Tiên Lâm Nhi. Cô vung trường thương đánh ra rất nhiều đòn kinh lực. Một luồng kinh lực dễ dàng phá hủy một con hồn thú. Tuy nhiên, đây chỉ là hồn thú do hồn lực biến thành. Hồn lực chưa cạn kiệt thì hồn thú sẽ không biến mất. Cứ mỗi lần bị đánh tan tác thì nó lại nhanh chóng ngưng tụ lại, rồi lao đến tấn công. Lần này tiên viện trưởng rơi vào thế bị động và bị Trương Bằng vây khốn bên trong hồn kỹ. Lần này học viện sự lệ khắc có đến hai cường giả hộ tống. Ngôn viện trưởng biết rằng kẻ địch chắc chắn sẽ không chỉ có một người, cho nên yêu cầu đối phương hiện thân ra ngoài. Đúng với mong muốn của ngôn viện trưởng, cường giả thứ hai đang ẩn giấu cũng hiện thần. Ông ta dễ dàng xé mở không gian, tạo ra một khe nứt khổng lồ. Khí thế này là cực hạn đấu la cấp 99. Ông ta chậm rãi đi từ khe nứt không gian. Kẻ đến có danh hiệu Long Hoàng Đấu La, cường giả cùng thời với Mục Lão. Khí thế tạo ra khiến cho ngôn viện trưởng đứng không vững. Dù là bậc tiền bối, nhưng người đến lại không có ý tốt. Ngôn viện trưởng lập tức phóng thích sức mạnh vũ hồn để ngăn cản lại đòn công kích. Long Hoàng Đấu La chỉ sử dụng ra sức mạnh hồn lực, đã phá hủy chiêu thức khiến cho ngôn viện trưởng bị trọng thương. Lần này gặp phải kẻ địch mạnh rồi, ngôn viện trưởng là cấp 95 mà không đỡ nổi một chiêu. Hoắc Vũ Hạo trực tiếp tiến lên phía trước, chỉ tay mắng cho lão ta một trận rằng kẻ ỷ mạnh hiếp yếu như lão, không xứng ngang hàng với Mục Lão. Hôm nay cậu sẽ đấu với lão ta một trận. Long Hoàng Đấu La có một chút do dự không muốn đấu với hậu bối. Hoắc Vũ Hạo thành công trong việc dùng miệng lưỡi lừa một ông già hơn 200 tuổi. Hoắc Vũ Hạo muốn chơi một trận cá cược. Để cho cậu tham gia trận chiến của tiên viện trưởng, chỉ cần một phút liền có thể giúp tiên viện trưởng đánh bại Hạt Hổ Đấu La. Long Hoàng Đấu La đồng ý, lúc này Tiên Lâm Nhi hoàn toàn lép vế. Công kích liên miên không dứt, đúng vào lúc cô sắp phải ăn một trận đòn, thì Hoắc Vũ Hạo đã bay đến, phóng thích sức mạnh cộng hưởng trợ giúp. Tên kia thấy vậy, lập tức chuyển mục tiêu về phía Hoắc Vũ Hạo. Tiên Lâm Nhi vung trường thương đánh ra một luồng kình lực, giải nguy cho Hoắc Vũ Hạo,
rồi đưa cậu bay lên không trung. Lúc trước, cậu ta đã nhận được truyền thừa vong linh ma pháp từ Ỷ Lão. Chiêu thức đó là khắc chế cứng của tà hồn sư. Chiêu thức vừa ra, lùa ánh sáng màu vàng lập tức chiếu rọi bầu trời. Các hồn thú của Trường Bằng bị khống chế lại. Sức mạnh lại bị lùa ánh sáng áp chế. Chiến lực của Trường Bằng bị giảm sút. Tiên viện trưởng chỉ cần dùng một đòn đã đánh trọng thương ông ta. Trận cá cược này Hoắc Vũ Hậu đã giành được chiến thắng. Long Hoàng Đấu La đồng ý để cho cậu rời đi, nhưng mấy chiếc nhẫn chữ vật phải để lại. Nếu muốn lấy nhẫn đi thì phải làm thêm một kèo. Trước đó cậu đã từng nói rằng nếu tuổi tác bằng nhau, ông ta sẽ không phải đối thủ của mình. Lời đó khiến Long Hoàng Đấu La bị đả kích. Ông sẽ áp chế hồn lực xuống cấp 50 để tiếp 3 chiều. Chỉ cần cậu làm cho ông di chuyển nửa bước hoặc sử dụng đến vũ hồn thì coi như thắng. Hoắc Vũ Hậu đồng ý nhận lời thách thức. Dù Long Hoàng Đấu La có giảm hồn lực xuống thì cường độ thân thể vẫn là cực hạn Đấu La. Tiên viện trưởng lo lắng, công kích của hồn sư cấp 50 sao đả thương được. Vậy nhưng cô đâu biết rằng mới một năm trước, Hoắc Vũ Hậu đã đánh thắng được Thái Thản Cự Viên trong trạng thái không dùng đến hồn kỹ. Nên nhớ rằng khả năng phòng ngự của hồn thú vốn mạnh hơn con người. Và Hoắc Vũ Hậu sẽ bón hành cho cường giả cực hạn Đấu La cấp 99 như thế nào? Các bạn hãy cùng chúng mình đón xem nhé! Video xin dừng ở đây thôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của mọi người. Xin chào!